con quan sát chung quanh đó, thì con thấy có những vụ ngoại tình mà con không hiểu được, lẫn những người trong cuộc không hiểu được. Đó là khi mà một người vợ họ đẹp, họ đang có công ăn việc làm tốt, cũng độc lập, nhưng mà người đàn ông lại đi ngoại tình với một người tạm gọi là xấu á thầy, xấu quắc à, nhìn vô không thấy đẹp bằng cô vợ. Xong đám đông sẽ nói là thằng này nó bị khùng rồi. Dạ, thì con rất là muốn tìm hiểu là tại sao, ủa cô vợ cũng xịn, cũng đẹp, cũng là người nổi tiếng, cũng tạo được nhiều giá trị, nhưng tại sao người đàn ông này vẫn ngoại tình ta? Thì mình thường hay cho rằng ngoại tình có nghĩa là đi tìm những cái nhu cầu về nhục dục, về cảm xúc xác thân, nhưng mà nó chỉ là một nhóm thôi. Nhóm còn lại là vì rất nhiều lý do khác nhau. Đôi khi người ta đi tìm một người để có thể chia sẻ những cái điều sâu sắc trong tâm hồn đó. Thì người đó không nhất thiết là phải đẹp, nhưng mà người đó có thể nói chuyện được, có thể cảm thông, có thể hiểu được những điều anh ta nói. Đôi khi chỉ cần ha cái người đó đừng có cãi lại thôi, anh ta chỉ cần một cái người nói chuyện mà đừng có hãy nói ra câu nào là cãi câu đó. Có thể người vợ mình năm xưa cũng là cái người như vậy, nhưng mà thời gian sống chung rồi đó, rồi có nhiều thứ xảy ra, rồi có những thành kiến với nhau, rồi lại khinh lờn, rồi bỏ quên cái chuyện tôn trọng lẫn nhau, rồi anh ta nói ra câu nào cũng bị vợ anh ta cãi câu đó, phủ nhận hết giá trị đó. Thì anh ta mới khát khao đi tìm một cái người chỉ cần ngồi xuống nói chuyện là bên kia có thể lắng nghe, gật đầu dạ anh là được rồi. Thì nó phát sinh cái tình cảm yêu mến vì một cái người có thể chịu đựng lắng nghe mình như vậy. Hoặc là đôi khi mình ở, thầy có đọc một cái quyển sách nào đó ở Mỹ, người ta nói trong cái việc ngoại tình á, thầy nói như vậy là vì ngày xưa thầy ở Mỹ á, là thầy tư vấn về, thầy tư vấn trước khi thầy vào công việc chữa lành, mà trong cái tư vấn đó có cái tư vấn về hôn nhân gia đình nữa đó, trước khi trở thành nhà chữa lành. Tại vì trong khi thầy tư vấn, thầy mới thấy ra rằng là người ta có những vấn đề tâm lý và người ta cần được chữa lành, thì thầy mới bước qua cái công việc chữa lành. Thì thầy mới đọc cái quyển sách đó, thầy cũng không nhớ cái tên, nhưng mà đại loại là họ nói người ta tìm đến cái việc trao thân trong một sự phản bội đó cũng không hẳn là vì nhục dục nữa, mà người ta cần có một người nâng niu cái thể xác người ta, yêu quý cái thể xác người ta, thay vì cái partner, cái người vợ hay người chồng của mình đó xem đó như là một cái vật sử dụng, tức là một cái thói quen thường tình thôi, thiếu cái sự tôn trọng. Thì người ta tìm tới một cái đối tượng khác đó có cái sự nâng niu, đôi khi nó không có đi sâu trong một cái liên hệ xác thân đó, họ chỉ nằm bên cạnh thôi để mà có cái sự trân quý cái thân xác người đó, hoặc là cái hơi thở của người đó, hay là cái sự có mặt bên cạnh nhau đó, là đủ quý rồi. Thì nhưng mà như vậy trong cái liên hệ hôn nhân là một sự phản bội, đó là một cái sự phản bội. Nhưng nói xét về cái nhu cầu đó, đôi khi nó chỉ tới đó thôi đó. Thì mình thấy có rất nhiều cái nhu cầu khác nhau, hoặc là đôi khi họ đi tìm tới một cái người là để nâng đỡ tinh thần họ. Họ đang trong một cái giai đoạn xuống tinh thần, họ cần có một người vững vàng cho họ cái niềm tin vững chắc, thấy được cái giá trị của họ. Mà cái người bạn đời này á, đôi khi chỉ có đòi hỏi, đôi khi chỉ có phê bình, đôi khi chỉ có chỉ trích thôi. Thì bỗng dưng có một người họ thấy cái giá trị của mình, họ nâng đỡ mình, họ khen mình, thì mình muốn tựa vào người đó, thì vẫn xem là một sự phản bội. Thành ra có rất nhiều lý do để người ta có thể bị xem hay là được xem là phản bội đó mình.